Mình chào tất cả các bạn nhá. Thì mọi người ơi, hôm ông chú mình có gửi mình một con chim ý. Thì mấy hôm nay rồi mình cũng phải đi bắt cào cào cho chấu, cho nó ăn, cho nó có chất các bạn ạ. Thì chú gửi mình thì mình cũng phải chăm sóc cho tận tình một tí các bạn. Đi hôm nay đi bắt ít cào cào cho chấu cho nó ăn đây mọi người. À thì mọi người ơi, đây là bố mình nhá. Bố mình đang đi cho bò ra chỗ mát để buộc nó vào các bạn ạ. Thì đây mình ra cái bãi này để mình bắt cào cào chú chấu nhé các bạn nhé. À thì các bạn đang bắt cào cào ra đây, nhìn con phà nó to thật đấy, nó đang đi qua cái dòng sông Cầu quê mình các bạn. Mình ở Bắc Giang, Hiệp Hòa Bắc Giang nhé. Nhà mình thì ngay bờ sông Cầu luôn, ở bên kia sông là Sóc Sơn Hà Nội mọi người ạ. Đấy, mỗi ngày cứ ra ngoài bờ sông này được ngắm thuyền mẹ tàu phà nó đi qua lại suốt ngày luôn, dập dìu cả. Đấy các bạn nhìn thấy à, một chiếc phà nó chở gỗ người ta thái nhỏ rồi ấy. Cả một cái pha này nó dài vắt ngang qua cả cái sông Cầu chỗ nhà mình các bạn ạ. Thì mọi người vừa bắt xong được ít cào cào thì ra đây để giữ cho bố mình con bò này. Tôi xịt hết. Bố mình đang xịt nó để cho nó tránh những cái con ve, các bạn biết không? Những cái con ve ở con chó ấy, thì giờ nó hay bẫu vào những con bò này nhà mình ấy. Thì bố mình phải mua cái nọ xịt ve chó để xịt vào đấy để tránh những con ve nó cắn con bò nhà mình nhé các bạn nhé. Nhìn này, nó đang không nghe, bố mình phải bảo mình cầm dây chạc cho này, đang xịt đây. Xịt cái này để cho nó tránh bị ve nhé các bạn nhé. Đây, chú về bao giờ đây? Hôm qua. Đây không này không đi làm nữa. Ở ngoài đấy bây giờ Covid cũng nhiều lắm, chú phải về chả ở đấy. Đây, cháu đi bắt cho chú mấy ít cào cào về cho mấy con chim chú ăn đây. À cái con hôm nọ mà chú gửi đấy nhỉ. Vâng. Vừa đi bắt được đúng mấy con này. À thế à. Thế bây giờ đi làm giờ không đi nữa. Ôi thôi, chú lại về nhà niễn chú làm này. Lại về làm. Ở ngoài đấy bệnh tật nhiều lắm, hại lắm. Đây đi bắt được mấy con này chú ạ? Đấy đi, để chú con chim hôm nọ mà chú gửi đấy. Ờ đây đi. Đấy, bây giờ ấy thì chú lại lấy về chú chăn cho nó vui nhé. Ờ cũng được, để thì tiện thì chú cầm luôn cả cái này. Hôm nay tí nữa mang về để cho nó ăn. Cái này nó cho ăn ít ít thôi chứ không sợ chim bị ỉa chết. Không, cái này cho ăn ngày cho ăn mấy con chú ạ? Chủ yếu là cho ăn cám bây giờ. Mấy hoa quả. Ừ đúng, chứ cái này cho ăn ít thôi bây giờ. Ok. Thế thì ra Hà Nội, rất Hà Nội, sống được mấy ngày không mà đã về, đã phải về rồi. Đấy được 7 hôm. Kể cũng kiếm được nhưng bây giờ là bệnh tật nhiều lắm rồi chú hãi. Hãi à? Cũng biết sợ. Ủa hãi gì? Đấy. Thế thì chú về rồi thì cháu cũng đưa cho chú cái lồng chim này về chú nuôi luôn. Chú ở nhà chú chăm cho nó vui. Đây, cháu vẫn để ở đây. Thì đi bắt ít cào cào về cho con chim của ông chú này thì lại gặp ông chú đi về rồi thì Hà Lăng mình lại bảo chú mang về để chăm sóc nhé. Con này từ hôm chú đi là nó được tuần rồi, con nghe vẻ béo. Ấy, hot ác phết đấy chú ạ. Ừ, cũng hot đấy, hot béo von cả. Con này hot ác rồi. Ở nhà cháu cũng thấy hot béo von cả. Ừ. Nói chung là con một hai con chim ở nhà nuôi nó cũng vui phết đấy. Nghe chung con Hà Lăng nó béo thì hôm mà chú bắt đầu gửi. Nó đang đổi mấy lông đuôi chú ạ. Ừ, thế là chú lấy về nhé. Ở đây chú xách cả lồng về luôn đi. Ừ. Cứ thế này nhấc xuống. À gì, hôm qua chú mang về con gà mái Tân Châu chuẩn bị đẻ rồi của ông chủ, đẹp lắm thì để chốc lên xem. Ừ thế đi luôn chú. Ừ, đi. Con này thì người ta giỏ người ta là 1,5 triệu người ta không bán, nhưng mà chú làm ở đấy chú gạ mà ông để cho 500 mà vừa bán được kỷ niệm. Ừ thế đi xem cho xem đẹp không? Ừ, đi đẹp. Chuẩn bị đẻ rồi. Nuôi chim của ông chú ơi, có cái dàn mướp đây khá là mát đấy. Đây là con cu gái này mọi người ạ. À cái đôi cô gái mà hôm cháu đưa cho chú đâu, cháu cho chú đâu. À cũng đã lớn khê rồi nhỉ. Nó chuẩn bị đẻ rồi đấy.
Rồi nghe thấy mua cái lồng nó rộng rộng ra tí. Ở đây chú đang bảo đợt này về sao chú mua hai cái. Khi mua. Nào đẻ bắt đầu mình rút tập trung để cho nó đẻ. Ừ đây rốt tập trung cho đẻ không có nó to phết này nhỉ, gáy gỗ giờ chú. Gáy tốt rồi. Gáy tốt à? Đây một con trống con mái mà. Ừ một trống một mái, một con màu động sậm sậm, một con màu ấy này. Cái đôi vừa rồi cháu cho chú đấy. Ở đây cháu cho thế mà khá lớn lớn phết này nhỉ. Còn con này thưa mấy các bạn là con này của tôi nó năm nay nó rơi vào gần chục năm. À, con này của chú rơi gần chục năm à? Gần chục năm. Con này gáy gụ hay nhỉ, gái. Nhưng mà nó là chim mà khu gáy này nhưng mà nó cũng không có giá nhưng mà chim kia nhỉ. Đúng rồi, gáy này người ta gọi là gáy đá. À đâu xem gà đâu chú ơi. Đây con này mà hôm qua chú mang về. Ông chủ là ông bảo ông mua 1,5 triệu. Mua 1,5 triệu. Nhưng mà chú thì ông lấy 500. 500, chú thì cháu thử bắt ra nhé. Gà Tân Châu đấy nhỉ. Gà Tân Châu đẹp thế nhỉ. Cái con này, ủa sao nó trụ hết đầu ấy? Chắc là mổ nhau à? Mổ nhau. Ờ đây mổ nhau. Ô con gà Tân Châu này đẹp thế nhỉ? Chân ngắn tún thế nhỉ? Đây để cháu ra mang ra xem này. Đây. Nhìn ở nó ra sát, nhìn có vẻ chân ngắn nhỉ? Con này đẹp. Chân này. Ngắn mà lại người nó nhìn tròn tròn, thấp thấp nhỉ. Đấy nếu như mà cháu thích thì chú tặng. Đây. Thôi chú mua thì chú để chú nuôi thì tặng gì, tặng cháu gì. Chú mua là 500 nhưng mà thích thì chú tặng. Bởi vì chú thì nó chuyên môn về chim cơ. Thích chim cơ. Nhưng mà gà thì... Thế là chú mua con này bao tiền? Người ta để lại cho bao nhiêu? Người ta để lại chú 500. Bình thường là chú người ta mua là hơn mua triệu. Mua là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Để 500. Thế no, thôi được thế thì cháu nhìn cháu cũng thích con này chú ạ. Nếu thế thì chú để lại cháu bán lại cháu thôi. Như thế mà chú tặng cháu thì cháu không lấy đâu. Chú cháu thì chú ở thôi ấy, chú tặng và nuôi. Thế thì chú để lại cho con gà mái này. Nhìn nó cũng thích thích đấy, bởi vì nhìn chân nó ngắn này. Đây các bạn ạ. Nhìn chân nó ngắn này khá là đẹp này. Mỗi tội là nó đánh nhau nó bị xước xước đầu rồi. Màu nó hoa hoa này. Đấy, màu hoa hoa rất đẹp. Thế là chả cố ở Hà Nội đến hết năm. Thôi, về kiếm kiếm cái bị tiền mang về. Dịch bệnh này để toang à? À đây các bạn ạ. Thì ông chú tặng mình con gà mái này nhưng mà thôi mình không lấy. Ông chú mua bao tiền thì mình gửi lại. Bao tiền chú ơi? 5 lít à? 500. Ờ được, sau tí là cho gửi tiền bởi vì cháu nhìn con này cũng thích thích ấy, chân ngắn muôn màu ấy nhỉ. Để tiền ông đối chú quan trọng gì bao giờ có đưa chú. Được, trả hết rồi. Bây giờ chú tặng không được. Không, không tặng cho lại tí nữa cháu mang tiền sang cháu đưa cho. Đây các bạn, đây con cô gái này là chú bảo chú mua nuôi được chục năm rồi. Còn cái con chim chà mào này mới mua này. Gửi mình thì hôm nay mình bảo chú lấy về để chú chăm này. Đấy. Và đây là cái đôi chim cu gáy của mình tặng ông chú đấy các bạn ạ. Đến bây giờ cũng to sắp đẻ rồi. Khả năng chú phải mua luôn cái lồng rộng rộng vào để ghép vào nhá. Sắp tới này chú phải mua. Thôi được rồi. Chú mua hai cái. Thế thôi thì cháu mang về đấy nhá. Cảm ơn chú nhá. Thì sau có gì tí nữa cháu mang tiền qua nhá. Ừ. Cái này về trang đi. Rồi, ok. À, thì mọi người ạ, mình có sau mình sẽ mang con gà mái này vào để ghép với con gà trống này nhá các bạn nhá. Đây là một con gà mái xe Tân Châu, gà mái Tân Châu này. Để mà nói thì nó còn đẹp hơn cả con gà mái của mình kìa. Chân nó ngắn này, mọi người nhìn cái chân nó ngắn một mẩu luôn. Đấy, đây nhìn này. Ngắn bằng một đốt tay của mình thôi. Đấy, cái bàn chân nó ngắn chỉ bằng một đốt tay của mình thôi các bạn. Và nó mổ nhau rồi, mổ nhau trụi hết cả đầu ấy. Đây là được ông chú mình bán lại cho mình nhìn thấy đẹp đẹp mình. Ông chú đi Hà Nội đấy các bạn, Hà Nội làm ở Hà Nội thì có mua được con gà này có 500 nghìn thôi. Bình thường thì nó phải đắt, nó phải hơn đấy. 500 nghìn mua làm sao được con gà mái như này. Thì người ta vừa bán vừa kỷ niệm cho thì đến hôm nay mình về mình khá là thích đấy. Nhưng mà ông chú lại để cho mình đây. Bảo kỷ niệm mình nhưng mình không lấy mọi người ạ. Vì chú đi làm ấy tiền đâu mà kỷ niệm mình. À mọi người cho mình ý kiến xem mình mua con gà mái này liệu có được không? Ở đây có phải là giống gà Tân Châu chuẩn không? Theo như mình nghĩ thì nó cũng khá là đẹp đấy. Chân cẳng thì nó ngắn và đầu mặt nó cũng có râu ria rất chi là nhiều mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ phải bắt rốt nó vào 1-2 hôm để cho nó quen nhà sau mình mới lại thả ra được các bạn ạ. À mọi người, hôm trước mình có mang con cá beta sang nhà anh Nhân ấy để chọi ấy. Thì thật sự với các bạn ạ, con cá của mình nó không làm sao. Chỉ có cá của anh Nhân có mấy con bị cụt hết lông đuôi thôi. Cụt hết cái vây đuôi thôi, còn con cá của mình thì nó vẫn bình thường mọi người ạ. Thì để bây giờ mình vào mình thay nước cho nó và cho các bạn cùng xem chú cá đấy của mình nhé. Vẫn khỏe mạnh, rất chi là khỏe mạnh luôn đấy. Thì đây mọi người, mình đã thay nước cho những chú cá này của mình rồi đây. Cái con
Hôm bữa mình có mang con cá xanh này của mình sang nhà anh Nhân ấy để chơi, nhưng mà hôm nay máu quá các bạn. Máu quá thì lại kè vào để cho đánh. Thật sự với các bạn là mình cũng chưa nuôi cá này bao giờ, nên muốn là cứ thả vào đánh nhì nhằng cả. Đấy, nhưng mà thật sự là với các bạn là mình, con cá này của mình nó cũng may. May là nó không bị mất đuôi mấy, không bị mất mang mấy, kiểu như con của anh Nhân ấy thì nó bị mất nhiều hơn ý. Con này của mình thì nó không bị mất mấy mọi người ạ. Còn con này mỗi hôm mà bị nó cắn vào đuôi thì mình cũng chưa nuôi cá này bao giờ, thì hỏi các bạn ai mà có kinh nghiệm rồi mà xem được video này của mình ý, cho mình hỏi là nếu mà cá này nó cắn nhau ấy, nó bị rách đuôi thì sau này nó có mọc lại được nữa không. Đấy, mình vẫn thắc mắc là mãi là không biết là lỡ mà nó bị cắn sứt đuôi ấy, không biết là nó có mọc lại được không. Đấy, thì mọi người ai mà nuôi cá này rồi mà đã thử cho trọi bị như thế rồi ấy, mà có kinh nghiệm thì cho mình biết nhé, để mình cho nó ăn một xíu. Sáng ngày chưa cho nó ăn đấy, cho nó ăn nha. Vẫn hăng lắm, cái con cá xanh này mình vẫn hăng lắm mọi người ạ. Mà nhìn thấy con cá xanh vàng bên này thì nó vẫn có vẻ là hung hăng lắm mọi người ạ. Thì cũng nhiều bạn bảo mình là nót cái tờ giấy ngăn qua ở chỗ này để cho hai con cá nó đỡ vè nhau, như thật sự các bạn là mình cũng không mấy khi mình để cho nó gần nhau thế đâu. Mình toàn để cách xa như này. Đấy, mình hay để mỗi con một bên như này. Thì thật sự với các bạn là nếu mà nó quá nhìn thấy nhau nhưng mà nó cũng xa thế thì nó cũng không bao giờ nó sổ được. Cái môn là mình cứ kệ để này nhé các bạn nhé. Ai mọi người ơi, hôm nay thì con gà rừng của mình có đẻ thêm một quả trứng nữa thì mình lại bỏ vào trong này nhé các bạn nhé. Thì thi thoảng phải đảo đảo lên cho nó cái. Cái quả trứng này vẫn là một cái điều bí ẩn, vẫn chưa phát hiện ra nó là trứng gì mọi người ạ. Có bạn bảo mình ở cho bầu câu ấp thì thật sự các bạn là cái con bầu câu đấy của mình là bầu câu ta, không phải bầu câu Pháp, nên là mình sợ bỏ vào ấp thì nó sẽ mổ trứng và nó sẽ bỏ ấp thì hỏng mất hai quả trứng kia của mình. Đấy, cứ 2 tiếng 2-3 tiếng mình lại phải quay lại đảo một trứng một lần. Mấy tiếng mình lại phải đảo lần. À, các bạn ơi, khả năng là video mình cũng phải tạm dừng đấy nhá. Chúc tất cả các bạn khi xem video mình luôn luôn vui vẻ, thật nhiều sức khỏe nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau của mình.